Kính chào quý vị, rất vui được đón chào quý vị trở lại với những thông tin thời sự mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu bà Trương Mỹ Lan, nói gì trong phần thẩm tra lý lịch? Đại gia Nguyễn Cao Chí được cảnh sát hỗ trợ lên bục khai báo, chủ tọa yêu cầu cung cấp bệnh án. Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp sức cho vợ như thế nào? Nhân chứng kể cảnh tượng tang thương vụ tai nạn xe khách 5 người tử vong. Cướp tiệm vàng bằng súng, các đối tượng đối diện với hình phạt nào? Người dân thành phố Hồ Chí Minh nháo nhào đi mua vàng, các cửa tiệm chật kín. Trong đại án Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Huệ Vân được cho là đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 1.088 tỷ đồng tại ngân hàng SCB. Sáng nay tại phần thẩm tra lý lịch phiên tòa Vạn Thịnh Phát, bị cáo đã trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Huệ Vân khai sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đăng ký thường trú ở đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và đường Poster, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Chức vụ trước thời điểm bị bắt là tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chủ tịch phiên tòa nhắc thêm, bị cáo Trương Huệ Vân còn là tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windows. Bị cáo Vân xác nhận, dạ có ạ. Bị cáo Trương Huệ Vân khai, có chồng và hai con sinh đôi, sinh năm 2016. Bị cáo Vân chưa có tiền án tiền sự, bị bắt tạm giam vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Chủ tọa phiên tòa hỏi là ngày 7 hay ngày 8 tháng 10. Bị cáo Vân nói là ngày 7. Chủ tọa phiên tòa đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân kiểm tra lại ngày bắt tạm giam đối với bị cáo Trương Huệ Vân. Bị cáo Trương Huệ Vân xác nhận đã nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử vào 2 tuần trước. Trong vụ án này, bị cáo Trương Huệ Vân bị truy tố với tội tham ô tài sản theo khoản 4 điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trương Huệ Vân đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma, 4 công ty có hoạt động thật để tạo lập 155 khoản vay tại ngân hàng SCB, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Trong phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát sáng mùng 5 tháng 3, hội đồng xét xử đã dành hầu hết thời gian để xét hỏi nhân thân của các bị cáo. Lúc 11 giờ 25 phút, bị cáo Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Văn Lang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Capella bước lên bục khai báo trong tình trạng khó khăn, phải nhờ lực lượng cảnh sát hỗ trợ. Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Cao Chí phải nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát khi lên bục khai báo và cho biết do sức khỏe không đảm bảo nên xin phép vắng mặt tại các phiên tòa tiếp theo và ủy quyền cho hai luật sư bảo vệ quyền lợi tham gia. Sau đó, chủ tọa phiên tòa đề nghị các luật sư bảo chữa cung cấp hồ sơ bệnh án của các bị cáo để hội đồng xét xử xem xét. Đây là bị cáo cuối cùng trong phần khai báo của phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Khi được hội đồng xét xử hỏi tình hình sức khỏe, bị cáo Chí cho biết bản thân đang bị bệnh chấn thương cột sống. Kết thúc phần xét hỏi về nhân thân, bị cáo Chí nán lại bục xét hỏi, trình bày với hội đồng xét xử và chủ tọa. Với vụ án liên quan đến tôi đã rất chủ động hợp tác với cơ quan điều tra và gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền. Bản thân tôi bị chấn thương cột sống nên xin phép vắng mặt trong những phiên tòa tiếp theo và xin ủy quyền cho hai luật sư của tôi. Chủ tọa ngắt lời bị cáo Chí và cho biết phần kiến nghị này bị cáo sẽ trình bày ở phần sau. Trong phần trình bày ý kiến, luật sư bào chữa cho bị cáo Chí tiếp tục thông tin việc thân chủ bị bệnh chấn thương cột sống phải hạn chế di chuyển. Do đó, vị luật sư đề xuất cho bị cáo Nguyễn Cao Chí được phép vắng tại các phiên tòa tiếp theo hoặc cho phép bị cáo được ngồi dự tòa. Trả lời kiến nghị, chủ tọa phiên tòa đề nghị các luật sư bào chữa cung cấp hồ sơ bệnh án của các bị cáo, gồm bị cáo Nguyễn Cao Chí, để hội đồng xét xử xem xét.
Trường hợp bị cáo Chí, hội đồng xét xử chấp thuận cho bị cáo này ngồi, không phải đứng khi tham gia phiên tòa. Trước đó, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cepela đã chỉ đạo nhân viên lập giả văn bản thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ đồng của bà Lan đã ký với công ty Văn Lang nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Cao Chí bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan đang diễn ra, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Chu Nap Kê Eric, Chu Lập Cơ. Ông Cơ hiện đang bị xét xử về tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với cáo buộc gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, ông Chu Lập Cơ nói ông sinh tại Hồng Kông, Trung Quốc. Tại Việt Nam, ông Chu Lập Cơ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian phạm tội, ông Cơ làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square. Ông Chu Lập Cơ khai không nhớ bị bắt tạm giam ngày nào, nhưng nhớ ngày bị cơ quan chức năng mời ra làm việc là ngày 17 tháng 10. Ông Chu Lập Cơ khai vợ là Trương Mỹ Lan, bị cáo chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông và bà Lan có hai người con, sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang ở nước ngoài. Theo hồ sơ, sai phạm của ông Chu Lập Cơ thể hiện, ông Cơ là cổ đông chính, có 99,26% cổ phần, giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty cổ phần Times Square. Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành SCB mới, bà Trương Mỹ Lan đã trao đổi, thống nhất với Chu Lập Cơ và lãnh đạo SCB về việc sử dụng tài sản dự án Times Square, quyền sử dụng đất thuê và tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với đất thuê là cao ốc, phức hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại Times Square tọa lạc tại số 2236 Nguyễn Huệ, 5769 FE Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và quyền tài sản có liên quan để đảm bảo cho các khoản vay. Thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty Times Square chấp nhận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân. Số tiền vay tại SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là 29.441 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của bà Lan. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi, nên các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được. Trương Mỹ Lan thuyết phục ông Cơ ký các giấy tờ để tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square, thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại SCB nhằm gia hạn nợ. Tổng dư nợ được đảm bảo là 35.541 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ do Chu Lập Cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản vay, với dư nợ gốc là 19.552 tỷ đồng, nợ lãi 19.665 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là 39.217 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản bảo đảm của các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn nêu trên là 30.100 tỷ đồng, Chu Lập Cơ đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB số tiền 9.116 tỷ đồng. Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe container và ô tô khách xảy ra lúc rạng sáng mùng 5 tháng 3 tại km 151 quốc lộ 2 thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương, nhân chứng đã có những lời kể đầy chân thực.
Vụ tai nạn giữa xe container và ô tô khách xảy ra lúc rạng sáng mùng 5 tháng 3 tại km 151 quốc lộ 2 thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương. Bàng hoàng vì vụ tai nạn quá thảm khốc xảy ra ngay trước cửa nhà, nhân chứng kể lại đang ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh nên tỉnh giấc. Khi chạy ra ngoài thì thấy tai nạn giữa ô tô khách và xe container. Lúc này cảnh tượng tang thương lắm. Chiếc thùng container đổ nghiêng đè vào nửa chiếc ô tô khách, đồ đạc vương vãi ra ngoài. Nhân chứng cho hay, ngay sau đó người dân xung quanh gọi xe cấp cứu và hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn tại hiện trường. Một người dân sinh sống gần nơi xảy ra tai nạn cho biết, khu vực này là điểm đen giao thông hay xảy ra tai nạn. Cách đây 4 ngày cũng có vụ tai nạn, may mắn hai nạn nhân chỉ bị thương. Đoạn đường này là đường cua, bị khuất tầm nhìn, lái xe khó kiểm soát được khi tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Người dân địa phương mong tuyến đường này được mở rộng ra, nắn thẳng lại sẽ hạn chế được tai nạn. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, lái xe Phan Văn Quý, sinh năm 1983, ở huyện Bắc Quang, Hà Giang, lái xe khách mang biển kiểm soát 23F00058, chạy tuyến cố định Hà Giang - Hà Nội, di chuyển trên quốc lộ 2 hướng Hà Giang - Tuyên Quang. Khi đi đến xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, xe khách va chạm với xe container biển số 15C07526, kéo theo rơ móc biển số 15G00896, chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang do Lê Văn Tâm, sinh năm 1985, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương điều khiển, đang đi theo hướng Tuyên Quang, Hà Giang. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 2 nam, 3 nữ, 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có tài xế xe khách. Tại hiện trường, cả hai phương tiện hư hỏng nặng. Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với hai tài xế nhưng không phát hiện vi phạm. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe container đi đến đoạn đường cong, tài xế không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại. Theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm, xe khách biển kiểm soát 23F00058 nhãn hiệu Chameco, sản xuất năm 2020 tại Việt Nam, có niên hạn sử dụng đến năm 2040. Chủ sở hữu xe khách này là Hợp tác xã Vận tải Vị Xuyên, Hà Giang. Xe đăng ký kinh doanh vận tải có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là xe khách có giường nằm, từng thay đổi kết cấu xe và được nghiệm thu. Số người cho phép chở tối đa là 26 người, 2 ghế ngồi và 24 giường nằm. Xe được đăng kiểm lần gần nhất ngày 7 tháng 6 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 2301S Hà Giang, có hạn đăng kiểm đến hết ngày 6 tháng 6 năm 2024. Trong khi đó, xe container mang biển kiểm soát 15C07526, nhãn hiệu Freightliner, sản xuất năm 2003 tại Mỹ, niên hạn sử dụng đến năm 2028. Chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Vận tải Thùy Dương, địa chỉ tại Lê Chân, Hải Phòng. Số người cho phép chở tối đa là 2 người, xe có đăng ký kinh doanh vận tải. Lần đăng kiểm gần nhất của xe container là 16 tháng 10 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 1506D, Hải Phòng. Hạn đăng kiểm đến ngày 15 tháng 4 năm 2024. Như vậy, thời điểm xảy ra tai nạn, cả hai phương tiện đều còn hạn kiểm định. Liên quan vụ việc cướp tiệm vàng bằng súng ở Bình Dương, luật sư nhận định với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, các đối tượng trong vụ án này phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Sáng ngày 5 tháng 3, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang giáo giết, phối hợp truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Hải Dương, xảy ra vào trưa ngày 3 tháng 3. Trước đó vào khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, 4 đối tượng gồm 3 nam và 1 nữ đi trên 2 xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước đã xông vào tiệm vàng Bích Quý ở thị trấn Lai Uyên, chĩa súng đe dọa chủ tiệm vàng để đồng bọn dùng búa đập tủ kính, cướp đi một lượng vàng lớn rồi tẩu thoát. Cơ quan công an đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh thông báo đến cơ quan công an nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng cũng thu thập được nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến các đối tượng gây án. Hiện các mũi trinh sát đang khẩn trương truy bắt nhóm cướp này. Theo bà Trần Thị Ngọc Bích, chủ tiệm vàng, trong tiệm có vợ chồng chị và con gái nhỏ.
thấy nhóm cướp táo tợn nên chị không dám chi hô, sẽ ảnh hưởng tới tính mạng chồng con. Theo trình báo với cơ quan công an, số vàng bị mất khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc cướp tiệm vàng bằng súng, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, hành vi của nhóm đối tượng này là rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, phạm tội có tổ chức, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội, nên cơ quan điều tra sẽ khẩn trương truy xét, làm rõ danh tính của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi cướp tài sản. Đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 168 Bộ Luật Hình Sự. Với số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, thì các đối tượng trong vụ án này phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Số tiền các đối tượng dùng vũ lực chiếm đoạt lớn, các đối tượng thực hiện hành vi rất manh động, liều lĩnh, phạm tội là có tổ chức. Có tới 4 đối tượng thực hiện hành vi, trong đó có cả phụ nữ là điều khá bất ngờ và cho thấy ý thức coi thường pháp luật của các đối tượng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, ngoài việc phát hiện xử lý với các đối tượng cướp tài sản, cơ quan chức năng cũng cần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Tăng cường các giải pháp có hiệu quả để giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức trong môi trường nhà trường. Đáng chú ý, tại thị trấn Lai Uyên những năm qua liên tiếp xảy ra các vụ án cướp táo tợn. Cụ thể, ngày 14 tháng 7 năm 2023, một đối tượng mang theo súng xông vào chi nhánh ngân hàng Sacombank tại khu vực này, bắn nhân viên bảo vệ, cướp số tiền hơn 700 triệu đồng, nhưng bị bắt ngay sau đó. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, một đối tượng xông vào phòng giao dịch của ngân hàng BIDV, cướp đi khoảng 500 triệu. Sau khoảng 1 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt khẩn cấp cùng tang vật. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, phòng giao dịch ngân hàng này lại tiếp tục bị cướp. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ đã kịp thời khống chế bắt giữ tên cướp. Trưa ngày 5 tháng 3, nhiều tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp người đến mua sắm. Tại tiệm vàng Mi Hồng, quận Bình Thạnh, dòng người đứng vòng trong vòng ngoài chật kín cửa tiệm. Khu vực thu mua liên tục có người mua vàng đến bán, người mua cũng đông đúc, khiến tiệm vàng phải hạn chế số vàng được mua. Một người khách đem tới hơn 20 chiếc nhẫn vàng trơn loại 1 chỉ, 2 lượng vàng đã mua từ cách đây vài năm trước. Sau khi kiểm tra từng chiếc nhẫn, nhân viên mua vào với giá 6,540 triệu đồng trên 1 chỉ. Tổng cộng số tiền người này nhận được là 130,8 triệu đồng. Vị khách này cho biết, lúc này bán anh lời hơn gấp đôi so với khi mua. Do cần tiền làm ăn nên mới bán vàng, nhưng được giá cao thế này là mừng rồi. Giá vàng tại Mi Hồng ngày 5 tháng 3 đã tăng hơn so với hôm 4 tháng 3 cả hai chiều mua bán. Giá ngày càng tăng, có khách vừa mua vàng hôm thần tài, hôm nay đã bán, cũng lại đã có lời, khách đông nhất tầm giữa trưa đến chiều tối. Đoán biết giá vàng còn tăng nên nhiều khách đến mua, nhưng nhân viên chỉ bán tối đa 2 chỉ vàng cho mỗi khách, lý do không đủ hàng. Chỉ trong chốc lát, tiệm này đã cháy mặt hàng nhẫn vàng trơn. Tại tiệm vàng khác trên địa bàn quận 6, khách cũng tấp nập. Tại đây vẫn còn khá nhiều nhẫn vàng trơn, lại vàng 4 số 9 là sản phẩm của tiệm vàng và của các công ty khác. Giá vàng lên từng ngày nên chị mua càng sớm càng tốt. Hơn 10 ngày qua, giá vàng chưa thấy giảm mà chỉ tăng. Mua sớm lời nhiều, dù đã hạn chế người mua chỉ được tối đa 2 chỉ vàng nhẫn. Nhưng trong chốc lát, tiệm đã không còn vàng nhẫn để bán cho khách. Về lý do người dân đổ xô mua gom vàng, ông Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao công ty chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, việc mua vàng để làm của để dành là điều hoàn toàn chính đáng, nhưng không nên đổ xô mua vàng mất kiểm soát và chạy theo đám đông. Đừng thấy người ta mua vàng thì mình cũng mua, hoặc lo lắng vu vơ rồi nháo nhào đi mua vàng, vô hình chung tạo thành nút thắt cổ chai để giá vàng lên cao. Hiện chính phủ có đủ điều kiện, năng lực và đủ khả năng chính sách để can thiệp vào thị trường vàng nếu thị trường này nóng lên một cách đột xuất, vô căn cứ và có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và thị trường tiền tệ nói riêng. Do đó, nhà đầu tư không cần quá lo lắng và tránh bị quấn vào vòng xoáy tăng giá vàng bất hợp lý này. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi hôm nay. Hãy nhấn theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!